Tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu và bắt đầu mình tô nhá. Đây, bây giờ mình đang tô con cá sấu và con gà. Đang tô trống. Đàn chú gỗ. Chào các bạn, mình đã tô xong. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu và bắt đầu mình tô gạo. Và con ong mật. À, con khủng long tổ.
và cái nướng bánh mì. Và giờ là gạch bông chảy. Xin chào các bạn, mình là Tô Sồng. Xin chào tất cả các bạn.